Chuỗi đồ ăn nhanh McDonald's của Mỹ đang phải đối mặt với vụ kiện đòi bồi thường lên tới 1 tỷ đô la Mỹ do một số chủ cửa hàng nhượng quyền thương hiệu này là người gốc Phi, khởi kiện với lý do họ bị McDonald's phân biệt đối xử trong nhiều thập kỷ qua. 52 chủ cửa hàng nhượng quyền thương hiệu McDonald's đã để đơn kiện lên tòa án Mỹ tại bang Illinois nhằm bồi thường tổng thể số tiền hơn 1 tỷ đô la cho những tổn thất mà McDonald's gây ra. Cụ thể, công ty McDonald's đã không cho các chủ cửa hàng người gốc Phi thụ hưởng những cơ hội kinh doanh mà những chủ cửa hàng nhượng quyền thương hiệu McDonald's khác được hưởng. Chẳng hạn, họ đều bị định hướng mở cửa hàng trong các khu dân cư gốc Phi với chi phí an ninh và bảo hiểm thường cao hơn so với các khu vực khác. Phía McDonald's cho biết, mặc dù công ty đã tinh giản số lượng các cửa hàng nhượng quyền thương hiệu, nhưng tỷ lệ cửa hàng do người gốc Phi làm chủ không hề giảm, chiếm khoảng 12,5% đến 13,4% trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến 2017. McDonald's cam kết sẽ ưu tiên làm sáng tỏ việc này một cách khách quan.